Hello, chào mừng anh em đã quay lại với kênh YouTube của Pi Nguyễn nhé. Hôm nay cuối cùng sau mấy ngày mình chờ đợi thì hàng cũng đã về. Thì đây là một cuốn sách dạy về làm màu tóc ấy, mà của anh Kevin Tú mà mình rất là ngưỡng mộ. Và hôm nay mình đập hàng em này, thì mình cũng nhân tiện là mình quay lại và giới thiệu qua, có nhiều review cho mọi người qua về cái cuốn sách này nhé. Anh Tú này thì mình biết đến từ khá là lâu rồi. Ngày xưa anh ấy cũng quay lên YouTube và chia sẻ mấy cái cách nhuộm màu trắng các thứ đó, mình xem rất là lâu. Và đặc biệt là mình còn theo dõi cái con đường phát triển của anh Tú này. Thật sự là mình xem rất là ngưỡng mộ luôn, mình theo dõi rất là ngưỡng mộ. Thì ngay sau khi mình thấy anh ấy sản xuất ra cái cuốn sách này, mình quá là khâm phục luôn. Để mà viết được ra những cuốn sách này không hề đơn giản mọi người ạ. Phải tích lũy biết bao nhiêu kinh nghiệm, bao nhiêu thứ thì mới có thể viết ra được một cuốn sách. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người xem. Nếu mà anh em nào mà học về tóc mà đặc biệt là đam mê màu mà, nên tìm hiểu anh Kevin Tú nhá. Anh em kiểu gì học hỏi là rất nhiều đấy. Đây là em nó, mình sẽ mở từ từ cho mọi người xem này. Cuốn sách này thì hiện tại đang có giá là 1 triệu mọi người ạ. Đây một cái tấm lời cảm ơn này. Đây là ảnh của anh Kevin Tú này. Đây đằng sau lưng là lời cảm ơn. Đây, năm nữa mình sẽ đọc sau. Đây là em nó đây mọi người. Đấy, mình sẽ đọc vài cái điểm nổi bật cho mọi người xem nha. Mình ấy thì cũng vào nghề được gần chục năm rồi. Và màu cái thứ thì mình cũng làm rất là nhiều. Nhưng mà mọi người biết ấy, cái nghề này của anh em mình học mãi không mà hết được. Chắc chắn là luôn có những thiếu sót. Cho nên là càng học nhiều thì càng tốt mọi người ạ. Mình rất ngưỡng mộ anh Tú này, cho nên là mình đặt ngay em hàng này về để mình học hỏi thêm. Anh ấy là một bậc thầy rồi. Trời, những cái màu anh ấy làm thì đặc biệt là các màu tẩy thì phê luôn mọi người ạ. Đấy, bóc hàng cho mọi người xem này. Cái cuốn này ấy có đầu đề là lập nghiệp thành công từ con số 0. Đây, và sau khi bóc xong thì mình sẽ cho mọi người ngắm kỹ hơn về cuốn sách nhá. Đấy, mọi người nhìn rõ để mình lên nét. Đó. Cái cuốn sách này ấy được sử dụng một cái bìa rất là cứng, rất là chắc chắn luôn. Đây, mọi người thấy này, bìa rất là cứng này, chắc chắn cực kỳ. Bên trong ấy thì những cái bên trong này thì chúng ta cảm nhận được nó như không phải là những cái sách đọc bình thường đâu, mà nó chất liệu rất là cứng cáp, giống như các cái tạp chí ấy. Đấy, rất là cứng cáp luôn. Cho nên cuốn sách này của anh rất là đầu tư về chất liệu ấy, cứng cáp cực kỳ, giấy dày dặn. Đây là bên trong có rất nhiều những cái mẫu anh ấy làm này, mọi người ngắm thử qua này. Trời, anh em mà làm trong nghề thì có mà ngắm mê tít luôn, nhưng mà đùa. Này, mẫu này. Trời, nhìn nó mê thật sự luôn anh em ạ. Anh em ở các vùng, các tỉnh mà làm được những cái mẫu tóc này thì thôi, chấm hết anh em ạ. Này. Đấy. Còn bây giờ mình sẽ nói qua cái mục lục chính trong cuốn sách này cho mọi người xem nhé. Mình chỉ nói qua thôi chứ mình không nói sâu nhiều nhé. Anh em nào mà muốn học cùng mình thì ở gần Pi Nguyễn thì có thể tới cái shop của mình và anh em mình cùng học và trao đổi nhé, cùng nhau phát triển. Đây là mục lục của mọi người nhé. Đây, mục lục ngay mấy trang đầu tiên này. Những cái dòng đầu tiên ấy thì anh ấy đưa chúng ta những cái động lực đấy, để giúp chúng ta theo đuổi những cái đam mê nhiều hơn. Đấy, chương 2 là lấy ước mơ để khẳng định chính mình. Đấy. Chương 3 bùng nổ doanh số. Đấy. Chương 4 là tư duy đột phá. Chương 5 là đưa ngành tóc Việt Nam rạng danh trên bản đồ thế giới. Đấy. Tức là cái khát vọng của anh rất là không đơn giản chỉ là một người thợ cắt tóc đơn thuần ở Việt Nam mình nữa. Và cái chương 6 là cái bí kíp khởi nghiệp thành công này. Chương 7 là giải quyết nỗi đau cho chủ salon tóc. Đấy, và bắt đầu từ cái chương, từ cái phần 2 này, giáo trình ngành tóc này, bắt đầu đến các chương 1
bắt đầu là nhắc đến cái cấu trúc sợi tóc này, bắt đầu và đến chương 2, bắt đầu đến chương 2 của phần 2 của chương 2 của phần 2 ấy, bắt đầu là chúng ta tìm hiểu về màu sắc. Đấy, anh ấy gần như là các phần anh ấy chia rất là chi tiết, từ hóa chất, kiến thức màu nhuộm, nhuộm tóc với lại tẩy tóc an toàn này kia, đầy đủ hết trong cuốn sách này mọi người ạ. Một cuốn sách mà tập trung rất nhiều vào màu. Đấy, cho nên là mọi người nếu mà ai thực sự đam mê về màu ấy thì nên có những cuốn sách như thế này để anh em mình tham khảo và cùng học hỏi sâu hơn về màu. Và đặc biệt hơn, mình nghĩ nếu mà anh em là mà muốn quan tâm đến cuốn sách này ấy, thì trước tiên là anh em tìm hiểu xem anh Kevin Tú này là ai. Đấy, mình thì mình theo dõi anh rất là lâu rồi thì mình không muốn nói nhiều về anh, nhưng tại vì mọi người nên tự tìm hiểu nó sẽ hay hơn. Đấy, mỗi người sẽ có cái góc nhìn khác nhau. Đấy, và khi mà mình tìm hiểu sâu về anh ấy rồi ấy, thì mình sở hữu những cuốn sách của anh ấy thì mình sẽ học nó tốt hơn, cảm nhận hay hơn. Đấy, thôi thì video của mình cũng quay đến đây thôi. Rất cảm ơn anh em mình đã xem hết cái video của mình nhá. Nếu mà thấy hay nhớ đăng ký kênh ủng hộ Pinh Nguyễn nhá. Bye bye.